Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu Việt Nam vừa tổ chức trao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge cho hơn 2.000 học sinh trên địa bàn toàn quốc. Cambridge English Assessment là hệ thống các kỳ thi tiếng Anh phù hợp với học sinh ở nhiều lứa tuổi, giúp các em học sinh đánh giá chính xác về trình độ ngoại ngữ hiện tại thông qua 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Hệ thống bài thi và chứng chỉ tiếng Anh Cambridge được cấp bởi Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge Vương quốc Anh, có giá trị suốt đời và được công nhận trên toàn thế giới. Kỳ thi thu hút sự tham gia của hàng nghìn học sinh trên địa bàn toàn quốc, trong đó có 150 thí sinh đến từ Vĩnh Phúc đang học tập tại hai trung tâm Ocean Edu Phúc Yên và Ocean Edu Vĩnh Yên. Chứng chỉ Cambridge được trao lần này ở 4 cấp độ Starter, Mover, Flyer, tương đương cấp độ tiểu học, và A2 Key for School, tương đương cấp độ trung học cơ sở. Cháu cảm thấy rất vui bởi vì cháu đã rất cố gắng để đạt được chứng chỉ này và cuối cùng cháu cũng đã đạt được. Với mục tiêu phổ cập tiếng Anh đến mọi học sinh trên mọi miền Tổ quốc, Ocean Edu Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em học sinh có nhu cầu trải nghiệm và thi chứng chỉ Cambridge.